thể quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng trân trọng nhất. Vâng thưa tất cả quý chị, đúng là dù ai đi bốn phương trời, hỏi đâu lịch sự những người bản là khoang quê ta. Và cảm ơn quý khách gần xa đã đến dự đám cưới của hai nhà chúng tôi. Và quý vị thì hãy ổn định chỗ ngồi và cùng chúc phúc cho nên vợ lên chồng. Mà đám cưới thì rực rỡ bởi màu hồng, chắc quý vị cảm thấy vui lòng trong buổi trưa hôm nay. Vâng ạ, thưa quan viên hai họ, thưa toàn thể hội hôn, được sự nhất trí của hai bên gia đình cũng như được sự nhất trí của chính quyền địa phương, hai bạn trẻ trong một thời gian quen biết và tìm hiểu, đến hôm nay cô dâu Thị Quyên và chú rể Văn Toán của chúng tôi cũng đã cùng nhau đi đến bến bờ hạnh phúc. Và buổi tiệc cưới ngày hôm nay là minh chứng cho tình yêu đó. Vâng thưa toàn thể quý chị và quý vị, anh chị sẽ hướng mắt về phía cổng hôn trường cưới chào đón đôi tân nương tân hương đẹp nhất, lộng lẫy nhất trong buổi trưa hôm nay. Đó là cô dâu Thị Quyên sánh vai cùng chú rể Văn Toán tiến về lên đài tình yêu. Vâng thưa toàn thể quý vị, cô dâu Thị Quyên và chú rể Văn Toán của chúng ta mới ngày nào thì như ngọn lửa đang nhen, như trăng kia mới mọc, như đèn mới theo. Mà trăng kia thì nửa lấp nửa hờ, với kia thì nửa đợi nửa chờ duyên nhau. Và trải qua bao nhiêu ngày tháng đợi chờ cùng tình yêu, qua bao nhiêu năm tháng chờ đợi, rồi đến một ngày chú rể Văn Toán thì cũng về thưa với mẹ cha, thưa với ông bà làm lễ chầu cầu. Và cô dâu Thị Quyên thì cũng về thưa với gia đình, mà gia đình đồng ý cho mình lấy ta. Vâng thưa toàn thể quý chị và hai bạn, được như ngày hôm nay cũng không thể quên được những người bố, những người mẹ, những người đã sinh thành ra hai nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ hướng mắt về phía cổng hôn nhân cưới chào đón đại diện của hai bên gia đình. Về bên phía họ gia đình nhà gái, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời bố Lò Văn Loán và mẹ Cà Thị Tiếp cùng với đại diện gia đình của nhà gái. Dạ vâng, về phía họ gia đình nhà trai, chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bố Lò Văn Dên và mẹ Cà Thị Minh cùng với đại diện gia đình nhà gái. Vâng, xin được trân trọng kính mời đại diện hai bên gia đình sẽ nhìn để chứng kiến những giây phút hân hoan hạnh phúc nhất của hai bạn chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Và đặc biệt là hai bên gia đình chúng tôi đang di chuyển về sân khấu để ra mắt toàn thể quý vị, anh chị, cô dì, chú bác trong buổi trưa hôm nay ạ. Vâng, xin mời hai bên gia đình chúng ta sẽ lên sân khấu để ra mắt toàn thể quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, và toàn thể quý vị chúng ta vẫn không ngừng hướng mắt lên sân khấu tình yêu. Và trên sân khấu tình yêu của chúng tôi lúc này đây, đây là đại diện của hai bên gia đình cũng như của hai nhân vật chính của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin toàn thể quý vị nổ một tràng pháo tay thật lớn đâu quý vị ơi. Khỏi gió chiêng tò mè phì nọc hạc sườn, tôi đang mở khỏi cỏ xó nả tàng tà phú tà ra nay sòng phái chu hươn. Cơ ba mở phú tà ra nay có hai cha ngó xình nảy đu nòi ỏi hạc văn panh. Có hai coi rú xếp bườn tàu cầu bườn tèm, xếp bườn đầu của cho ngó ba kìm khẩu, cầu bườn phà đầu của cho ngó ba kìm nôm. Cho nần phò có hai chàng liền chàng sùng, mẹ có hai chàng trùng có chàng nhớ, có hai chàng nhớ piêng lung chàng sùng piêng bà, chàng mà piêng bò piêng mè hà hươn. Hai bà đạt toán đi có hai chàng sửa phúc hùa lông tà, sửa phát bá đông đầy, thầy tù ó bà in. Có chắc bà lù mèn kén quảng làn quyền nì, năng táng tù tán châu kèm bần hài. Sông sai tà mi cằn trói nên chèn kiều, đẩy quan chủ tế hoa tế xưn trai có chăng số hạ ầu. Đẩy quan báo quan xảo điều nhưng có chăng cưng số hương hạ ải. Chân nặng bò có chăng hạc chăng phanh, có chăng củ diện sầu ầu diện lù tế hoa tế xưn. Ở mai mà nì mở bú tà xà nay sọc phái chú hương. Có chăng kiếm ba hà đầy mờ đi bên trần, mưa sai có chăng ba kiếm ba, mưa khỏa có chăng ba hà đầy. Có chăng kiếp phát hà nó, kiếp phát kiếp hồm mà tổ chức với đồng hời sòng đá nâu mà đi bên phùa cánh mía. Bố tả già nay có trăng cáo mơ ở bờ mè bị nồng bàn phương, trăng cáo mơ ở ảo cánh ngả già đua đài bạc, trăng cáo mơ ở một phủ phùng bạc đài phường. Hâu cần ba tiền tòm hòm buồn cho mong ở đồ đàn hâu mà đi đẩy tòi đang áo trở co. Thế đi khỏi cỏ xó nả tàng tà bố tả già nay sòng phái chu hơn, có bơ mi sẵn hờn xưa sò chúc ở bờ mè bị nồng bàn phương. Phật có đương chưa hào hằn chằn mảnh, giết bia bản có coi tứng chờ bàn. Hâu diệt bia mương có coi tứng chở hù, chúc hợp bò mê hâu phù bảy ca có đầy tứng lại khổng. Bò mê hâu rú nồng rú na có coi mít bà tổ màu, phù hê mít bờ có coi sáo đầy bờ chở bàn. Hê mít đàn hở mít đàn bó phăng
chở hù chúng hợp bước đàn thành liền hê mi chù của mi chù kẹp máy đánh đao phần còn hậu khăn mấy đơ xung mải xung em đơ. Vâng thưa toàn thể các anh chị, đúng là yêu nhau thì chẳng quản đường xa, cầu không tay vịn cũng lần bỏ sang, yêu nhau thì chẳng quản lầm than, mấy sông cũng lội mấy ngàn cũng qua, yêu nhau thì chẳng ngại đường xa, đá vàng cũng quyết phong ba cũng liều. Vâng thưa toàn thể các anh chị, yêu và được yêu là niềm vinh dự lớn lao nhất trong cuộc đời mỗi con người chúng ta, và cũng được sự nhất trí của hai bên gia đình và cũng được sự nhất trí của chính quyền địa phương. Hai bạn trẻ trong một thời gian quen biết và tìm hiểu, đến hôm nay cô dâu Thị Quyên và chú rể Văn Toán của chúng tôi cũng đã cùng nhau đi đến bến bờ hạnh phúc, và buổi tiệc cưới ngày hôm nay là minh chứng cho tình yêu đó. Vâng thưa toàn thể các anh chị, và chắc chắn từ đây hai trái tim vàng trăm năm thì cũng đập nhịp nhàng bên nhau, có chầu không thể thiếu cau, cho môi em thắm cho lòng anh say, và sinh con thì bởi mẹ cha, chung xây hạnh phúc chúng ta lo cùng, khát khao mong đợi tháng ngày lứa đôi hạnh phúc vui cùng từ đây. Vâng thưa toàn thể quý chị, và trong giây phút hân hoan trọng đại này, ban tổ chức xin trân trọng công bố lễ vu quy của đôi bạn trẻ cô dâu Thị Quyên và chú rể Văn Toán chính thức được bắt đầu. Dạ vâng, thưa toàn thể quý vị, đây là những giây phút hân hoan hạnh phúc nhất của cô dâu Thị Quyên và chú rể Văn Toán, cũng như của hai bên gia đình chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Cô xin được chúc cho hai em sẽ được trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thề, và chúc cho hai họ sẽ được thắm tình thông gia. Vâng thưa toàn thể quý chị, và để tiếp theo chương trình cho buổi lễ vu quy ngày hôm nay thì xin mời cô dâu Thị Quyên và chú rể Văn Toán, hai em sẽ tiến về phía tháp ly rượu hạnh phúc. Hai em chung tay dắt chai rượu champagne đầu tiên lên tháp ly hạnh phúc của mình ạ. Vâng, xin mời hai em sẽ rót chai champagne đầu tiên. Vâng, chai champagne chúng ta đã mở sẵn để hai bạn sẽ rót lên tháp ly rượu tình yêu của hai em trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, thưa toàn thể quý vị, đúng là nếu anh là hàng cầu xanh trước ngõ, ngày ngày tỏa nắng ngát hương thơm, em nguyện làm dây chầu không trong cổ tích và cuốn lấy thân cầu mãi chẳng rời. Hai em hãy nắm tay nhau thật chặt và nở một nụ cười tươi thắm nhất, nở những một nụ cười hạnh phúc nhất, và cùng nhìn về máy quay của Mạnh Quỳnh TV, để Mạnh Quỳnh TV sẽ giúp chúng ta lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng thưa toàn thể quý vị, anh chị, và xin mời chú rể Văn Toán ạ, em sẽ mở chai champagne thứ hai. Em sẽ mở cái giấy ra và em sẽ mở cái dây kim loại ra. Và em một tay em giữ lên nắp chai và em sẽ lắc một chút ạ. Đây. Vâng. 1 2 chúng ta sẽ bật nắp chai. Wow. Mạnh mẽ lên một tí nữa chú rể Văn Toán này. Vâng, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Em rót vào 60 ly trước, hai em rót vào 60 ly trước. Vâng, xin mời hai em sẽ rót đầy 6 ly ở chúng tôi đã để trên bàn đúng không ạ? Để tỏ lòng hiếu kính tới các bậc làm cha, cả mẹ của hai em trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng thưa toàn thể quý chị, đúng là đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha, tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mắc cả thân gầy cha che chở đầy con. Vâng thưa toàn thể quý chị, đúng là công cha thì như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ thì như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thảo mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đào con, mà cha già thì ôm lấy mang non, sinh con nay mới vô tròn ở đây. Vâng ạ, để tỏ lòng hiếu kính đến những người bố người mẹ thì xin mời cô dâu Thị Quyên em nâng 2 ly, em mời bên bố mẹ chồng của em ạ. Và chú rể Văn Toán em cũng nâng 2 ly, em mời bên bố mẹ vợ của em. Vâng thưa toàn thể quý vị, đúng là chữ chung thì ta để phần cha, chữ hiếu phần mẹ, còn đôi ta chữ tình đúng không ạ? Xin mời hai em cũng nâng ly rượu hồng, ly rượu giao môi của hai em trong buổi trưa ngày hôm nay, và chúng ta sẽ trở về vị trí giữa đẹp nhất của hai em trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, và xin mời Mạnh Quỳnh, em sẽ lưu lại cho gia đình những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Ly rượu để chúc mừng cho hai con chúng ta. Vâng, và toàn thể quý vị, và đến giờ đây thì anh đã có nàng đúng không ạ? Và chàng cũng đã có thiếp đúng không ạ? Và toàn thể quý vị ơi, một bên thì gia đình đã có được dâu hiền, còn một bên gia đình thì đã có được rể thảo, vâng ạ. Và toàn thể quý vị ơi,
Quý vị đã sẵn sàng rót ly rượu để cùng chúc mừng hạnh phúc cho hai bạn chúng ta trong buổi trưa hôm nay chưa? Còn bà mở số mãi số mê mây phải phòng ý ai ảy em chảo hơn của hè ba bơ mi sẵn hơn xưa xò mi chén đầu kem chèm nừng xò kháo sốt kháo bá số mãi số mê em số mỹ số mai số mỹ số mai số mãi số mê em hâu của chắc quầy là bấy là bia bác cạn không có chắc quầy mất tủng mất vua hở đồ làm xúc khỏi mà đi mở hay có xò mi chén đầu kem chèm nừng xò kháo sốt kháo bá số mãi số mê em hay làn của xò kháo xò mơi số mãi số mê em số mỹ số mai hâu khái chén đầu chúc mừng ở bên tèm nữa số mãi số mê em đó. Vâng ạ, à, chúng ta rót đầy chén rượu và chúng ta sẽ nhâng chén rượu đó lên. Và MC sẽ hô 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Và 1, 2, 3, chúc mừng hạnh phúc Thị Quyền và Văn Toán được không quý vị ơi? Coi ông hành coi xúc khỏi nơ, xúc bài xúc em nơ. Mình đi đó hay bà bài quay với điên. Cơ bà mở mất cà phê xúc không có bắp ầu rồi nơ, xúc bài xúc em nơ. Cánh tay và chén rượu quý vị đâu ạ? Vâng, xin mời tất cả quý vị ơi. 1, 2, 3, dơ. 1, 2, 3, dơ. 1, 2, 3, cạn. 1, 2, 3, chúc mừng hạnh phúc. Vâng, xin cảm ơn toàn thể quý vị nha. Quý vị uống cạn nhá. Ở hành nơ, số bài, số bên nơ. Và cỏ nước chơ, hảo khăn, bản dương, xiểm, sắc bờ, sờ, sắc nhọt mấy nơ. Vâng thưa toàn thể quý vị và một lần nữa bạn tổ chức xin phép được thay mặt cho đại diện của hai bên đưa lời nhạc và đỡ lời cho cô dâu Thị Quyên và chú rể Văn Toán. Xin chân thành cảm ơn những tình cảm chân thành nhất của toàn thể quý vị anh chị đã không quản ngại đường xá xa xôi, bớt chút thời gian và ngọc đến để chung vui và chúc mừng hạnh phúc cho hai con của chúng tôi trong buổi trưa hôm nay. Một lần nữa thay mặt cho gia đình và đỡ lời cho hai bạn, xin chân thành cảm ơn ạ. Và chúc toàn thể quý vị có một bữa tiệc thật là ngon miệng trong buổi trưa hôm nay ạ. Vâng, và sau đây xin mời đại diện hai bên gia đình cũng như hai nhân vật chính của chúng ta sẽ xuống phần phía dưới và đi từng bàn tiệc để cảm ơn toàn thể quý vị quan khách trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, xin mời. Có thể hai ông thông gia hôm nay chúng ta đi với nhau một chút, hai bà thông gia chúng ta đi với nhau một chút ạ, và để đi cảm ơn quý khách và cô dâu chú rể chúng ta đi với nhau.